Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh 10 phút review. Trong tập trước, Thạch Hạo một mình chiến với ba vị chí tôn, tất cả đều đã dung hợp với hạt giống vô thường và không hề rơi vào thế hạ phong. Một màn này đều khiến cho những người quan chiến đều ngây người. Trong tập này, chúng ta cùng xem tiếp những diễn biến tiếp theo nha. Thời khắc này, cuộc chiến trở nên gay cấn tột cùng, cuộc chiến diễn ra tới mức điên cuồng, không màng tới sống chết, ít nhất Tử Nhật Thiên Quân là như thế, bởi vì hắn đã phát điên. Tử Nhật Thiên Quân xuất thủ, một hạt giống màu tím cổ xưa và an lành xuất hiện ở trước người hắn, nó tựa như là một thế giới đang bồng bềnh đè ép lòng người. Mọi người kinh ngạc, hạt giống này đã hiện ra hình thù thật sự ư? Hạt giống này vừa thành hình, vừa xuất hiện trong thiên địa thì giông tố liền nổi lên, cùng phong gào thét, trong giấy mắt càng khôn chợt biến sắc, tự như ngày tận thế đã tới vậy. Lúc này Đại Tu Đà cùng với Lam Tiên đều hoảng sợ và nhanh chóng lùi về sau, cả hai đều sợ bị dính phải cho nên tạm thời bỏ đi công kích rời khỏi nơi này. Tay phải của Tử Nhật Thiên Quân nắm pháp ấn rồi vung thật mạnh, hạt giống kia chấn động, tuy rằng nó chỉ hơi rung lên mà đã khiến cho càn khôn rung chuyển, như là phát sinh ra cơn địa chấn mạnh mẽ nhất. Đất trời rung chuyển, hàng loạt thần sơn cổ xưa trong thư viện đều rạn nứt và như muốn bị hủy diệt. Sức mạnh to lớn tự như là đại dương mênh mông không cách nào ngăn cản được, bao phủ toàn bộ đất trời, tất cả đều xông thẳng về phía Thạch Hạo. Hạt giống ấy được lôi điện quấn quanh, vẻ chói mắt tới kỳ dị, ánh tím lan tỏa, chấn động tâm hồn người nhìn, làm cho mọi người khi đối diện cảm thấy muốn khấn vái với nó. Hoang, người nhất định phải chết trận. Tử Nhật Thiên Quân hét lớn, tóc dài bay múa, hai mắt bắn ra hai điện màu tím dài mười mấy dặm, cả người ẩn trong sương mù đầy thần bí và khủng khiếp. Tất cả mọi người đều cảm thấy Thạch Hạo đã gặp phải phiền toái rất lớn, trừ phi hắn cũng thả ra hạt giống mà bản thân đang ẩn giấu, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề lớn, thậm chí sẽ dẫn tới cái chết. Đúng lúc này, một luồng tiên quang lấp ló tỏa ra, Thạch Hạo triển khai tứ chi, tay vùng quyền ấn, ánh sáng êm dịu trong cơ thể trở nên phồng thịnh và đầy lộc lẫy. Lấy thân làm chủng, lúc này thân thể của hắn chính là một hạt giống đại đạo. Trong cơ thể hắn, từng cánh cửa thần bí đè ép áp lực bên ngoài và khe hở lớn từ từ được mở rộng, phóng thích ra tiềm năng bản nguyên nhất của thân thể, khổng lồ và kinh thiên. Từng sợi xích thần trật tự quấn quanh ngoài thân của Thạch Hạo, tiếp đó hắn cứ triển khai sức mạnh cực hạn của mình đánh về hồng mông tử khí chủng. Thôi tiêu rồi, đệ tử của thư viện thiên thần sợ hãi kêu lên, sắc mặt mọi người trở nên trắng bệch. Không ổn, làm sao lại dùng cách này để chống đỡ chứ? Đám người Tà Vũ Sinh cũng la lên, linh cảm sẽ xảy ra chuyện xấu gì đó, thế nhưng cũng chẳng hề có biện pháp nào để trợ giúp hóa giải. Ngay khi mọi người cảm thấy Hoang gặp phải nguy hiểm thì chuyện tình làm người khác kinh ngạc và chấn động phát sinh. Hồng mông tự khí chủng với khí thế hùng hồn chợt giảm nhanh tốc độ, bị ép xuống dưới tựa như gặp phải trở ngại cực lớn nào đó. Tiếp đó một tiếng vang nhỏ truyền khắp, một nắm đấm mang theo hào quang màu vàng kim xuyên thẳng qua hạt vô địch chủng này. Cái gì? Tất cả mọi người đều ngây dại, tại sao lại như vậy chứ? Cổ chủng vô địch khôn cùng lại bị đánh tan như vậy. Chuyện này làm cho người khác có mà tin được, ai ai cũng trợn tròn mắt nhìn kỹ, hoàn toàn khác với dự đoán của mọi người. Tử Nhật Thiên Quân với khí thế vô địch, với dáng vẻ ngông cuồng hùng dũng, lúc này chợt căng cứng, tiếp đó là nhanh chóng suy giảm. Hắn tích xúc sức mạnh tới mức tận cùng, về lại với giống như một quả bóng hơi bị người khác đâm thủng. Sao lại như thế? Ngay cả hắn cũng quên đi cơn tức giận, vẻ mặt lúc này chợt hoang mang và tìm kiếm lý do. Người gạt ta, ngươi cũng có một hạt giống hoàn mỹ, không ngờ lại dám lừa ta. Tử Nhật Thiên Quân hét lớn, cảm thấy bản thân bị lừa dối, chịu lấy sự sỉ nhục, không hề phục trong lần thất bại này. Nếu như cho rằng là như vậy thì cũng không có sai, chính ta đã là một hạt giống vô địch rồi. Thạch Hạo hét lớn, cánh cửa trong cơ thể mở rộng, rất nhiều cánh cảnh thần bí nơi sâu nhất trong cơ thể đồng thời phát sáng, từng làn ánh sáng êm dịu ngưng tụ lại một chỗ và đẩy sức mạnh của Thạch Hạo lên tới cực điểm. Lúc này hắn đứng đỉnh cao nhất của nhân sinh, trước nay chưa từng có, đạt tới mức mạnh nhất. Thạch Hạo chẳng hề ẩn giấu nữa, lần đầu tiên vận dụng tới sức mạnh đầy mạnh mẽ như vậy, hắn phóng nhanh về phía Tử Nhật Thiên Quân, toàn lực đánh giết. Tử Nhật Thiên Quân hoảng sợ, nội tâm chấn động không thôi, hắn nhanh chóng ngưng tụ khói tím hồng mông về vô địch chủng này, kết hợp với bản thân hồng ngăn cản đòn đánh này. Chỉ là hiện tại hắn vô cùng bất lợi, hạt giống này vừa mới bị Thạch Hạo xuyên thủng, sau khi được gọi ra thì đã không còn hữu hiệu như trước nữa, hắn rơi vào thế bị động. Rầm, một đòn kinh thiên, nắm đấm của Thạch Hạo chấn cho Tử Nhật Thiên Quân ho ra đầy máu, thân hình bay ngược ra sau. Sao có khả năng này chứ? Mấy nhân vật thuộc cấp độ hóa thạch sống của thiên viện lộ vẻ sợ hãi, trên gương mặt đầy nếp nhăn tràn ngập vẻ không tin. Bọn họ là người như thế nào? Dù Thái Sơn có đổ sụp ngay trước mặt cũng sẽ không bao giờ biến sắc, thế nhưng vẻ chấn động hiện ra đầy cả mặt. Lẽ nào hắn lại đi thông con đường kia? Lúc này bọn họ nghĩ ngay tới, xưa nay chưa hề có một ai thành công trên con đường lấy thân làm chủng. Con đường này quá gian nan, đã chết không biết bao nhiêu anh kiệt cái thế, không một ai thành công. Nhưng hôm nay khả năng là Hoang đã thành công. Mấy nhân vật hóa thạch sống này ngơ ngác chẳng biết nói gì, trong nhất thời không nói nên lời. Người thiếu niên này đã bị bọn họ gạt bỏ, ngay cả một hạt cổ chủng cũng không ban tặng, kết quả hắn lại bước ra được bước kia, bước ngay cả cổ nhân các đời cũng không cách nào thành công được. Tin tức này vô cùng kinh thế, kinh động cả thiên hạ. Tử Nhật Thiên Quân bay ngược ra sau, thương thế vô cùng nghiêm trọng, bị Thạch Hạo oanh kích gần như bỏ mạng, sức chiến đấu đại giảm, nếu tiếp tục chắc chắn sẽ bị đánh thành tàn phế. Đại Tu Đà, Lam Tiên đồng thời xuất thủ về trước, thế nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được sự thoải mái của Hoang được. Hắn đã bước vào trong một ý cảnh vô địch, mình ta vô địch, khủng khiếp tới cực điểm. Kẻ chặn đường, giết.
Thành Hạo hét lớn nhìn chằm chằm Đại Tu Đà cùng với Lam Tiên, hắn quyết chí tiến công, thủ đoạn thông thiên không cách nào đối đầu. Hắn đã đi thông con đường kia ư, lấy thân làm chủng, chưa từng ai thành công. Lúc này những tu sĩ khác nghe thấy thế, lão già Thiên Viện nói thì bừng tỉnh, ai nấy cũng đều run rẩy. Trưởng lão của Thiên Viện biến sắc, Tiểu Nhật Thiên Quân đã thất bại, không cách nào chiến đấu tiếp được nữa, nếu không chắc chắn sẽ bỏ mạng, mà việc này bọn họ không muốn nhìn thấy. Ngừng tay, một vị trưởng lão hô lớn. Nhưng Tử Nhật Thiên Quân tự như trở thành người điên, gặp phải trọng thương như vậy thì tinh khí màu tím sôi sục toàn thân, chúng bốc cháy hừng hực, bắt đầu liều mạng không hề lùi bước. Ta là bất bại, giết! Mái tóc của hắn dính đầy máu tươi, con người màu tím cũng trở nên đỏ đậm. Thành Hạo lại nện tiếp một quyền từ trên cao xuống, tự như là chiếc tiên liếc nhìn thiên hạ, cao cao tại thượng không thể so bì, chứng cho xương cốt của Tử Nhật Thiên Quân gãy vỡ thành nhiều khúc. Sao lại như vậy? Lúc này cả người Tử Nhật Thiên Quân ngã ngửa ra sau, con ngươi tự như lưỡi dao chìm đắm đối thủ đang từ từ tiến tới. Tử Nhật, trở về đi, hiện tại ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu, hắn đã đi thông con đường kia rồi, lấy thần làm chủng công thành viên mãn, một vị trưởng lão của Thiên Viện quát lên. Lời này tự như là sấm sét khuấy động giữa trường, kỳ thật lời nói cũng không có cao thế, nhưng ý nghĩa lại ảnh hưởng quá khủng khiếp, chấn động tới tâm hồn của từng người. Nhưng Tử Nhật Thiên Quân vô cùng ngang bướng, tóc tím bay múa, trầm giọng gầm thét, hắn muốn gọi ra hoàn toàn hồng mông tự khí chủng chứ không phải là không đầy đủ như trước đây, là muốn hiện lộ ra vẻ hoàn hảo nhất, muốn chiến một trận cuối cùng cùng với Thạch Hạo. Trưởng lão của Thiên Viện biến sắc, muốn tiến lên ngăn cản việc này lại. Thạch Hạo hờ hững chẳng hề sợ hãi, lại ra tay, lại đánh giết cái tên gọi là Thiên Quân này. Đại Tu Đà Lam Tiên không thể không đứng nhìn được, cũng muốn tiến lên ngăn cản lại Hoang, bởi vì bọn họ cũng xuất thân từ Thiên Viện, trưởng lão cũng đã mở lời thì bọn họ không thể không hành động được. Hai người bọn họ biết nếu không ứng phó toàn lực lại trì hoãn nhịp tiến công thì Tử Nhật Thiên Quân chắc chắn sẽ phải chết, bởi vì hắn không cách nào gọi ra toàn bộ hồng mông tử khí chủng được. Chiến đấu đã thăng cấp, vẻ kịch liệt càng tăng hơn. Ba đại chí tôn liên thủ vây chặt thảo phạt Thạch Hạo. Kết quả vẫn đáng sợ như trước, Tử Nhật Thiên Quân bị Thạch Hạo đánh bay, thân thể tan tành, nếu như không phải có một hạt giống màu tím hiện ra và bao phủ lấy hắn thì đã bị phế bỏ, thậm chí là mất mạng rồi. Một vị trưởng lão của Thiên Viện biến sắc, nhanh chóng lao ra đỡ lấy Tử Nhật Thiên Quân, tiếp đó đưa ra một viên kim đan cứu lấy mạng của hắn. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, Hoàng lấy một địch ba mà vẫn có thể đánh trọng thương Thiên Quân, viết nên thần thoại bất bại của mình. Mọi người đều biết hôm nay qua đi và tin tức Hoàng sẽ trở về truyền khắp thiên hạ. Hả? Và lúc này thì Thành Hạo giật nảy mình, cảm thấy xung quanh ao bùn nhũng xuất hiện một nhân vật cực kỳ lợi hại, lại có người tới, khí tức rất tươi mát, hoàn toàn chính xác là chí tôn trẻ tuổi cao cấp nhất của đương đại. Trong chiến đấu, linh giác của Thành Hạo vẫn nhạy bén như trước, không lâu sau thì hắn cảm nhận thêm vài luồng khí tức khác nữa. Một lát sau, tiếng rung mạnh lan truyền, ba bùn nhũng bỗng nổ tung, có người ra tay hồng mở cánh cửa tiên phủ. Trên thực tế, sáng lành hiện tại đã rất nồng đậm, tiên khí mịt mờ, sau khi dính lấy một đòn như vậy thì bên dưới lòng đất đã xuất hiện biến cố rất lớn. Ao bùn nhũng sụp đổ, tiên quang ngút trời chiếu rọi, tiếng nhạc chuông không ngừng truyền tới, còn cánh cửa đá kia thì nổ vang, thế giới dưới lòng đất đã được mở ra. Thời khắc này mấy bóng người nhanh như chớp lao vào trong lòng đất bên dưới bờ bùn nhão ấy. Lại đây, Thạch Hạo hét lớn gọi đám tà vũ sinh mà nữ lại và cũng đang kêu gọi đệ tử của thư viện thiên thần hồng đưa bọn họ xuống dưới. Rất nhiều người ngây ngốc, tiếp đó là hâm mộ, Hoàng rất là khí phách, không ngờ lại dám như vậy, một người che chở cho một đám người, muốn dẫn bọn họ cùng tiến vào tiên phủ, những người khác thì dám ư? Đám tà vũ sinh Thái Âm Ngọc Thỏ, Trường Cung Diễn, Ma Nữ, Phượng Vũ đều cảm thấy bất ngờ, tiếp đó là lần lượt bay tới và tiến vào trong ao bùn nhão. Đệ tử của thư viện thiên thần thì không được bình tĩnh như vậy, mỗi một người đều tràn ngập vẻ mừng rỡ, không một ai ngờ rằng Hoàng sẽ chấp nhận dẫn theo bọn họ xuống dưới, đây là một cơ duyên to lớn không cách nào tưởng tượng được. Hoàng, người cũng liều lĩnh đó chứ, một mình tiến vào thì không nói làm gì, vậy mà còn muốn dẫn người vào chung à? Có người âm thầm lên tiếng. Ta muốn, người cấm được hả? Thạch Hạo hỏi ngược lại. Ngàn tàn trong bóng tối chợt lấy lên thần quang hừng hực, nó vọt lên từ thế giới bên dưới lòng đất kia, từng luồng sấm sét ầm ầm, từng tia chớp xẹt xẹt, có người ra tay công kích về phía bọn hắn. Thành Hạo đưa tay phải ra, năm ngón tay xòe rộng và không ngừng hóa lớn, tự như có thể bao phủ cả thiên địa, lập tức bao trùm lấy hố rộng đó và bắt gọn những lôi đình kia lại. Càn khôn trong lòng bàn tay, có người thở dài, bàn tay lớn của Thành Hạo hạ xuống và luyện hóa toàn bộ lôi đình kia, tiếp đó hắn phẩy tay tựa như trời đất đảo lộn vậy, trong lòng bàn tay buông xuống cả hàng ngàn hàng vạn thác nước bằng lôi điện. Việc này tất cả mọi người đều ngây dại, quá hùng tráng làm ai ai cũng tê dại da đầu. Hoang, ngươi dám! Có người gào lớn. Chẳng lẽ ngươi lại muốn công kích tất cả mọi người ư? Có người lạnh lùng nói thế. Bớt nói nhảm đi, các ngươi đứng ở bên dưới công kích ta trên này, cho rằng úp úp mở mở thì ta không cách nào xác định được à? Không dám ra tay ư? Nằm mơ. Thành Hạo ngông nghênh nói. Một vỗ từ từ hạ xuống, đây mới thực sự là trời long đất lở, ao bùn nhão bị phá hủy, tầng đất bên dưới rung lắc vang lên tiếng nổ ầm ầm, đồng thời là thần quang đi kèm, bởi vì bên dưới có động vũ, có đạo tràng tiên gia, gặp phải một đòn khủng khiếp như vậy của Thạch Hạo nên có rất nhiều trận pháp cổ xưa bị kích hoạt, phóng thích ra sức mạnh bất hủ, tựa như chọc vào tổ ong vò vẽ, dẫn tới cuộc bạo loạn nghiêm trọng. Mấy người lao xuống trước kia ăn phải vị đắng nên vội vàng phòng ngự, nếu không thì hơn phần nữa sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Bên trên mặt đất, mọi người trông thấy cũng chỉ biết trợn tròn mắt. Quả nhiên lá gan của Hoàng to bằng trời, ngang tàn chẳng ai sánh bằng. Có người âm thầm nhắm vào hắn thì hắn liền đẩy mọi người bên dưới vào hiểm địa ngay. Một lát sau, thế giới bên dưới lòng đất đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh, không còn những cơn rung chấn nữa, thay vào đó là quang vụ mịt mờ bao phủ. Chúng ta xuống thôi, Thạch Hạo nói rồi xong xuống dưới, hắn tạo ra một màn ánh sáng bảo vệ con đường phía trước, miễn cho việc gặp phải tập kích.
Đương nhiên hắn cũng vô cùng tin chắc, những người bình thường sẽ không dám manh động vào lúc này, bởi vì Tử Nhật Thiên Quân bị hắn đánh bại nên đã tạo ra tính uy hiếp vô cùng lớn. Sau bên dưới bùn nhão là bể trống trải, động đá to lớn vô biên, những ngạch thủ có hình thú kỳ quặc lấp lánh ánh sáng lộng lẫy, tự như là những pho tượng đầy lôi cuốn. Hoàng đại nhân, hộp đá mà đại nhân lấy được có thứ gì bên trong vậy? Một học sinh của thư viện thiên thần hiếu kỳ hỏi. Trong lòng của Thành Hạo hơi nhảy một cái, trước kia có một luồng hào quang bao phủ lấy chiếc hộp đá lao ra từ trong ao bùn nhão, lúc đó đã bị hắn đoạt được và chính vì thế mới dẫn tới việc chiến đấu với người ta. Thành Hạo lấy nó ra từ trong lòng ngực, chiếc hộp đá này đã lưu chuyển hào quang mịt mờ, đã bị phong ấn nên rất khó mở ra được. Ồ, hắn thử dùng sức mạnh lần này cũng đều vô hiệu, tiếp đó bị bắt đầu phá giải cốt văn thử triệt tiêu chúng xem được hay không. Sức mạnh quy tắc. Thạch Hạo nhíu mày, sau khi tra xét một phen thì trong lòng hắn cũng nhảy lên một cái. Những cốt văn bám lên trên hộp đó rất thần kỳ, hình thành nên một luồng sức mạnh khủng khiếp áp chế việc mở ra hộp này. Mở, sau khi hiểu rõ thì hắn quát lớn một tiếng, tiếp đó dùng sức vặn một cái, cưỡng ép mở ra hộp đá này. Trong thiên địa chợt xuất hiện những tiếng vang đầy kịch liệt, chấn động cả càn khôn, ai ai cũng kinh ngạc không thôi. Đặc biệt thế giới bên dưới lòng đất này bắt đầu nổ tung, những chí tôn trẻ tuổi ở sau nhất đều tái xanh mặt mày. Ngay cả mỹ nhân tuyệt đại như Lam Tiên cũng nhíu chặt mày, nghiến răng nghiến lợi không thôi. Hoàng, người quá đáng rồi đã nghe, quả thật đã có người ra tay với ngươi, thế nhưng ngươi cũng đừng có mượn cớ để cố ý trả thù chứ, có người không kiềm nén hét lớn. À, lần này không cẩn thận mà thôi, thế nhưng ta không đồng ý với lời nói này, ai biểu các ngươi khiêu khích ta làm chi, Thạch Hạo đáp. Những người này chẳng biết nói gì nữa, tên này khó mà dây vào được, quá kiêu ngạo, thế nhưng bọn họ cũng có chút đủ lý. Đám tà vũ sinh, lông nữ đảo mắt nhìn kỹ về thứ trong tay của Thạch Hạo, chính nó đã tạo nên động tĩnh lớn như vậy rồi, vậy nó đang ẩn chứa thứ gì? Sau khi Thạch Hạo mở ra được thì một cái đầu lâu trắng như tuyết thò ra và giáo giác ngó xung quanh, trông rất buồn cười. Mọi người ngạc nhiên đồng thời dụi dụi con mắt xem thử nhìn có nhìn lầm hay không. Bên trong chiếc hộp đá lao trong từ tiên phủ lại là một sinh linh chứ không phải là một con vật gì đó. Chuyện này không cách nào tưởng tượng nổi. Đã qua bao nhiêu năm rồi mà bên trong vẫn lưu giữ một sinh vật. Một con rùa, tên mập tà vũ sinh hét lớn. Khi quan sát kỹ thì mọi người không biết nói gì nữa. Là một con rùa trắng như tuyết, kích cỡ bằng lòng bàn tay. Mài rùa lấp lánh tựa như là dương chi ngọc thạch. Ngay cả tứ chi cũng tựa như vậy, hoàn toàn khác với những con rùa bình thường, nó có linh tính, cặp mắt đầy gian xảo. Là rùa gì vậy? Đừng nói là một cây trường sinh dược đã thông linh và hóa thành rùa trắng nhen. Ta từng nhớ lúc ở 3000 châu thì từng có một gốc kỳ dược gọi là Bạch Quy Đà Tiên, thỏ nhỏ nuốt nước bọt đầy thèm khát, cặp mắt hồng như muốn phun ra rùa vậy. Các ngươi nghĩ hơi nhiều rồi, Thành Hạo lắc lắc đầu, bởi vì hắn nhận ra con rùa trắng như tuyết này, 2-3 năm trước hắn từng thấy qua rồi. Khi đó lúc đại trưởng lão thả câu và muốn dụ sinh linh tinh ranh ở trong thiên phủ ra ngoài, kết quả lại bị một con rùa tham ăn này nuốt mất mồi. Đây là bát trân quy, mặc dù không thể sánh được với trường sinh dược, thế nhưng tiếng tăm cũng rất kinh người, danh tiếng động cả cửu thiên thập địa, không chỉ là món ngon nổi danh nhất mà còn là một vị thuốc đại bổ. Đây là một vật của đại trưởng lão, tạm thời gác lại việc sử dụng để bổ khí huyết thì hơn. Thạch Hạo nói, lần nữa nhốt con rùa này vào trong hộp đá. Hắn dùng thần niệm để hỏi dò con rùa này chuyện gì đã xảy ra ở đây. Bác Trân Quy sớm đã thông linh, cho nên hiểu được lời nói của hắn, trong lòng chợt thấp thỏm và nói cho hắn biết. Lúc đó quanh quẩn ở trong ao bùn nhão thì có một nguồn sức mạnh hút vào trong thế giới dưới lòng đất này, sau đó thì bị trấn áp như vậy. Là con sinh linh kia, Thạch Hạo nhíu mày, nghĩ ngay tới sinh vật mà đại trưởng lão đã chụp hộp kia. Đột nhiên động đá to lớn bên trong lòng đất chợt nổ tung, một khu vực vỡ nát và rất nhiều thạch nhũ rơi xuống, tiếp đó là một mặt đất chỗ ấy từ từ lún xuống, loạn thạch tứ tung, bụi mù tràn ngập. Nơi sâu trong lòng đất có ký hiệu lấp lánh đầy kỳ dị, nơi đó xuất hiện một cung điện đầy rộng rãi và cổ xưa, tự như là một tòa thánh cổ tiên đạo vậy. Khi quan sát kỹ thì không ngờ nó lại được đúc từ kim loại, vô cùng to lớn, bao la vô tận. Tòa thành thật là to lớn, phụng vụ thán phục. Phải nói rằng là một thế giới nhỏ, là một động phủ bao la, Trường Cung Diễn nói. Mọi người bay đến giữa không trung và phóng mắt tới, cảm thấy cũng đúng. Trong tòa thành ấy có một vài ngọn núi đá, tất cả đều bị chế tác thành những động phủ và tỏa ra tinh khí nồng đậm. Việc này làm cho tâm linh của người người chập chờn, tinh thần bay nhảy, là bảo địa của tiên gia. Một khi xông vào, ắt có vận may lớn. Cũng trong lúc đó, Thạch Hạo chợt cảm thấy có một vài chùm ánh sáng năng lượng vô cùng khủng khiếp ngay sát bên. Tuy rằng đã cố gắng ẩn nấp, thế nhưng vẫn không thể thoát khỏi linh giác của hắn. Chính xác, đó là mấy vị chí tôn trẻ tuổi, bọn họ sớm đã tới nơi này và vẫn trốn ở bên cạnh. Đồng thời mọi người cũng ý thức được, thứ được gọi là tòa tiên thành hùng vĩ này cũng không có quan trọng. Cơ duyên thực sự hơn phân nửa là ẩn giấu ở bên trong động phủ bên trên những ngọn núi đá kia. Tất cả mọi người đều lộ vẻ nghiêm túc và không hề dám manh động, bởi vì đại trưởng lão của thư viện thiên thần từng phát hiện ra nơi này nhưng vẫn không dám tiến vào. Cùng lúc đó tiếng kẽo kẹt bên trong tòa thành lại tiếp tục vang lên và sinh linh từ từ xuất hiện, trên người mang theo giáo trụ che kín toàn bộ và tiên khí không ngừng tản ra. Việc này khiến cho người khác ngạc nhiên, sinh linh còn sống à, chân tiên ư. Mấy sinh linh ấy từ từ bước ra khỏi cửa thành, mặt mày đều được giáp trụ che kín, chỉ lộ mỗi một thần mang đầy sắc bén của cặp mắt, chúng tự như là những tia chớp quét mạnh lên trên mặt của người đối diện. Lúc này những chí tôn trẻ tuổi đang ẩn núp kia đều trầm mặc, không dám làm bất cứ điều gì sằng bậy nào. Và lúc này nơi mi tâm của những sinh linh người này chợt nứt ra và xuất hiện một con mắt dọc, một luồng ánh sáng đỏ đậm quét về mọi người. Ây da, thỏ nhỏ sợ hãi hét toáng lên, bởi vì luồng ánh đỏ này chiếu lên người nàng, trước tiên làm cho cả thân hình của nàng rung lên bần bật, tự như bị tia chớp bắn trúng, toàn thân lắc lư không thể nào dừng lại được. Sao thế? Người bên cạnh kinh ngạc hỏi, muốn tới trợ giúp, thế nhưng chưa kịp lại gần thì đã bị ánh đỏ ấy đánh văng, không cách nào chạm vào được.
huyết thống tinh khiết nhất của tiên cổ có thể vào thành. Người đó trầm thấp lên tiếng, tiếng này rất kỳ lạ, người bình thường tuyệt đối không thể hiểu được. Bởi vì đây là ngôn ngữ tiên cổ và đã biến mất rất nhiều năm trước rồi, thế nhưng những người xuất hiện ở đây ai cũng chẳng là hạng người phàm tục. Đều từng học qua những điều kỳ lạ trong thư viện mình, thậm chí còn biết chữ viết của thời đại trước nữa. Mọi người kinh ngạc, người bảo vệ cửa thành đang kiểm tra bọn họ ư? Thái Âm Ngọc Thỏ vô cùng cao hứng nhảy nhót không thôi, cặp mắt to tròn đỏ bừng muốn nhảy ngay vào bên trong. Kết quả, nàng bị màn ánh sáng đánh văng không thể vào trong. Tại sao? Không phải ngươi nói ta có huyết thống tinh khiết chứ sao? Tại sao không cho ta đi vào vậy? Thỏ nhỏ trần cặp mắt to tròn đầy không hiểu, đồng thời cũng rất tức giận. Còn có huyết thống của sinh vật nào tinh khiết hơn cả ấu thú kỳ lân nữa? Có quan hệ với chư tiên của tiên cổ, sinh linh cầm thanh kích lớn đen ngòm trong tay, lạnh lùng nói đầy vô tình và cũng có chút khô khan cùng mấy móc. Xoạt, ấu thú kỳ lân từ trong lồng ngực của Thái Âm Ngọc Thỏ mò ra ngoài rồi nhảy xuống dưới đất. 3 năm trôi qua nó đã cao lớn hơn rất nhiều, thế nhưng lại rất lười, thường ngày vẫn rất thích được người khác ôm bế, thân thể vẫn luôn duy trì trạng thái dài một thước. Ấu thú kỳ lân trắng như tuyết vô cùng vui vẻ, nó đã sớm phát hiện ra cảm giác thân thuộc của nơi này, cho nên không kìm được liền chạy vào trong thành. Cái con thú chết bầm chẳng có lương tâm này lại dám bỏ mặc chúng ta ở đây hả? Thỏ nhỏ tức giận mắng. Ấu thú kỳ lân trắng như tuyết dừng chân rồi chớp chớp cặp mắt đầy trong veo giao lưu với mấy vị sinh linh trong giữa cửa thành này như đang sừng sỏ để cho mọi người được tiến vào. Lúc này mắt dọc nơi mi tâm của vị sinh linh kia vẫn mở to rồi khẽ đảo qua những người khác, cuối cùng cũng cực đầu nói là đời sau của di dân tiên cổ, không phải là sinh linh của thế giới bờ khác, hơn nữa còn có huyết thống kỳ lân bảo lãnh có thể đi vào. Mọi người kinh ngạc, người thủ thành nơi này lại đề phòng sinh vật của dị vật, đây chẳng lẽ là lý do mà bọn họ có thể sống sót và tồn tại ư? Có thể đi vào. Sau khi quét thật kỹ thì những sinh linh này tránh sang, nhường ra một con đường và ra hiệu cho mọi người đi vào. Đám người của Thạch Hạo lần lượt tiến vào trước, đi ngang qua cửa thành và tiến thẳng vào trong. Tới lúc này đã không còn lý do để lùi bước nữa, dù cho có nguy hiểm cũng phải xông vào. Đột nhiên một thanh thiên màu đen đâm thẳng, lưỡi màu sắc bén lấp lấy ánh đen đầy trói mắt, nó mang theo sát khí rất kinh khủng, tự như có thể bao phủ cả cửu thiên thập địa này. Thanh hung binh này liền ngăn cản con đường, chặn đứng phía trước của một người, kẻ xâm lấn từ dị vật, tử địch. Một tiếng hét lớn tự như sấm nổ làm cho mọi người đều sợ hãi và giật mình. Trong bọn hắn có gian tế của dị vật, chuyện này khiến cho mọi người sợ cả tóc gáy. Trước giờ sao không biết, không hề xuất hiện. Tất cả mọi người đều quay đầu và nhìn về phía sau. Hắn đúng là tới từ dị vật, Thạch Hạo đi lại và nói thế. Người bị ngăn lại chính là Mạc Đạo, là người từng bị Thạch Hạo đánh bại và thu làm người hầu. Xét về huyết thống thì hắn giống như người của cửu thiên thập địa, thế nhưng lại sinh sống ở dị vật. Lúc này Thạch Hạo không hề giấu giếm gì cả, bởi vì hắn không biết Mạc Đạo sẽ có phản bội hay không, và thời khắc sống còn có phản chiến hay không. Nếu như nơi này rất trọng yếu thì công bằng cứ hạn chế việc đi vào của hắn. Bóng người cao to với bộ giáp trụ đen ngòm bước tới, tiếp đó là một tay tóm chặt lấy Mạc Đạo, còn mắt dọc nơi mi tâm trở nên sáng rực và tỏa ra luồng ánh sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Mạc Đạo. Một lát sau thì hắn thả Mạc Đạo xuống, có thể đi vào, thế nhưng giới hạn ở trong phạm vi đặc biệt của tòa thành, còn lại không thể xâm nhập, hắn lạnh lẽo nói. Mọi người thở dài một cái, ngay cả Thạch Hạo cũng trở nên thoải mái, nếu như có thể dò xét ra điểm gì đó kỳ quái từ Mạc Đạo thì chắc chắn không thể không tiêu diệt được. Đám người phía sau cũng không có vấn đề gì cả, bao gồm cả nhóm ma nữ Trường Cung Diễn, Phượng Vũ, Trần Cổ cùng với một vài đệ tử của thư viện Thiên Thần. Tiếp đó là mấy vị trẻ tuổi vẫn luôn ẩn nấp không có xuất hiện lần lượt hiện thân. Đám người Lục Tiên, Đại Tu Đà, Thích Cổ Đại Nhân đồng thời đi tới trước cửa thành. Thế nhưng những người này đều có thần quan hộ thể, có sương mù lượn lờ, không ai muốn hiện ra chân thân cả. Sau cùng, ngay cả Tử Nhật Thiên Quân đã bất tỉnh hồi nãy cũng xuất hiện. Hắn được lão già của Thiên Viện dùng thần đan để thúc đẩy việc hồi phục, không muốn hắn bỏ qua cơ duyên này. Trong thành rất yên tĩnh, trên đường phố không hề có bóng người nào, tự như cả tòa thành cũng chỉ có vài vị thủ thành đầy thần bí kia mà thôi. Ôi trời, là Dưỡng Hồn Liên, lại có tới 3 cây lận. Tà Vũ Sinh kinh ngạc hét lớn, tự như không tin vào mắt của mình vậy. Ở phía trước con đường còn có một quảng trường nhỏ, nơi đó có một chiếc ao tỏa ra từng làn rắn thần, bên trong có 3 cây Dưỡng Hồn Liên, chúng đều là thần dược và lưu chuyển hào quang lấp lánh. Đó là thần dược đấy, cùng một loại nhưng sao lại xuất hiện và sinh trưởng cùng một nơi thế này? Những người khác cũng giật mình theo. Tà Vũ Sinh thì nhảy chụm vào trong ao, một hơi lặn tới đó. Thơm quá, dược tính của thần liên sớm đã chảy khắp ao nước rồi. Ngọt thơm thánh khiết, đặc biệt tới mức không cách nào hòa tan được luôn. Hắn há miệng uống ẩn ực rồi cười ha hả không thôi. Không ít người cũng răm rắp học theo hắn. Ai nấy cũng đều tiến vào trong ao mà rút lấy được dược tính nồng nặc kia. Dược tính này thơm thật đó, Tà Vũ Sinh há miệng uống mạnh, đồng thời cũng không ngớt lời khen ngợi. Ai đang hò hét uống nước tắm của ta thế? Đúng lúc này chưa có âm thanh truyền tới, lập tức lời nói của mọi người đều im bặt. Ai nấy cũng kinh ngạc rồi tiếp đó nhảy lên trên bờ, cẩn thận đề phòng xung quanh. Ở nơi nào? Tà Vũ Sinh đứng trên bờ tức giận hét lớn. Hắn đã uống một bụng thế nhưng lại bị người khác nói rằng đó là nước dùng để tắm, quá dơ mà. Tên mập kia, người cẩn thận đó, muốn giảm chết ta hả? Lời nói non nớt từ bên dưới mặt đất truyền về. Tên mập Tà Vũ Sinh cúi đầu nhìn kỹ và nhìn thấy một sinh vật, lúc này khiến cho hắn ngây ngốc rồi cười lớn không thôi. Hạt đậu, nhỏ xíu như vậy mà cũng dám lý sự với tao hả? Cẩn thận, tao giẫm nát bây trừ. Hắn cười hà hà nói, dám chế nhạo ta, ta một đấm sẽ đánh bay ngươi. Trên mặt đất sinh vật này vô cùng nhỏ, không chú ý thì cũng không cách nào phát hiện được. Tà Vũ Sinh cảm thấy thú vị rồi ngồi xổm xuống, tiếp đó là duỗi ra đầu ngón tay, chọc chọc về phía sinh linh dài không tới một tấc kia.
Nhưng một lát sau thì hắn chợt bối rối, bởi vì hắn bị một quyền đánh trúng, tựa như bị một con voi ma mút đạp phải, tựa như là một ngọn núi thái cổ đập trúng, cả người bay về phía cuối chân trời, dù muốn dừng lại cũng không được, đồng thời cảm giác đau nhức lan tràn toàn thân, toàn bộ xương cốt tựa như gãy nát. Còn bà nó, ta lại bị một hạt đậu đánh bay. Tạ Vũ Sinh chửi mắng. Trước kia bất tỉnh thì hắn hét ầm lên, tiếp đó là bị cú đấm kia đánh cho ngất lịm. Bất tỉnh rồi, mà nữ lầu bầu nói, bởi vì không ít người thấy được vẻ khốn đốn của Tà Mập trước khi hắn bị đánh bay, bị một quyền ấy đánh ngất, mắt trợn trắng, quá mất mặt mà. Thái Âm Ngọc Thỏ chẳng hề không thông cảm chút nào mà còn cười cười đầy sảng khoái, bởi vì nàng biết tên mập này không thể nào chết được, chỉ là bị giày vò mà thôi. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía mặt đất để tìm hung phạm, lập tức ai cũng đều hóa đá, trợn tròn mặt mũi, nơi ấy thật không thể tin được. Nơi đây trở nên yên tĩnh trong thời gian dài, vẻ mặt của mọi người vô cùng đặc sắc và kỳ lạ, bởi vì lúc này mọi người đều đang chú ý tới một sinh vật nào đó, nó chỉ dài tầm ngón tay, đang đứng đó lộ vẻ vinh váo đắc ý, là một con kiến thân hình màu vàng dài chừng ngón tay, chính nó đã đánh bay Tà Vũ Sinh. Không phục thì kết cục sẽ như vậy. Bên cạnh ao thần tỏa ra làn khí lành hừng hực, hơi nước mịt mờ ngập tràn và nơi ấy đang có một con kiến ngạo nghệ đứng đó. Nghe thấy lời nói đầy non nớt cùng với hành vi ngã ngớn ấy khiến cho mọi người cảm thấy có chút hoang đường, hình dáng bé tí nhưng ngông nghênh vô cùng. Người nói là người dùng ao thần này để tắm rửa, một vị đệ tử của thư viện thiên thần hỏi. Tất nhiên, con kiến vàng gật gật đầu đầy ngông nghênh, tuy rằng vẫn đang còn nhỏ thế nhưng lại ra vẻ trưởng thành, nói là nơi tắm rửa của bổn vương đó. Tên khốn này muốn ăn đòn rồi mà. Tất cả mọi người tức giận giơ giày giẫm về phía nó. Lúc này có mấy người nơi đây chẳng nói gì mà chỉ ngó chừng con kiến này, ví như là Thạch Hạo từ sau khi nhìn thấy con thần trùng vàng ông ánh này thì vẫn luôn lộ vẻ nghiêm túc. Còn đám người Trường Cung Diễn, ma nữ Mạc Đạo thì cũng đang quan sát kỹ. Thiên Giác nghĩ, Thạch Hạo trầm giọng nói, sau khi quan sát kỹ thì hắn đưa ra kết luận như thế. Ba chữ này vừa ra liền làm cho mọi người biến sắc, không ngờ lại là tiên nghĩ này. Thật khó mà tin tưởng được, không phải là nó đang tuyệt diệt từ lâu rồi ư? Trong thiên hạ, nếu bàn về sức lực thì sẽ nghĩ ngay tới Thiên Giác nghĩ, nếu so về sức mạnh thì không một ai có thể sánh bằng. Nó được mệnh danh là quét sạch mọi đối thủ trên thế gian, ngay cả Trường Long cũng không thể so sức cùng với nó. Đây là một trùng độc chí cao, có tiếng tăm tương xứng với thực lực. Rất nhiều người giật nảy mình và cũng rất kiêng kỵ, không ngờ lại bắt gặp được một con Thiên Giác nghĩ còn nhỏ ở nơi này, chẳng lẽ nó sẽ trở thành nghĩ vương? Việc này làm cho người người sợ hãi, một trong thập hung thái cổ, chẳng lẽ sẽ xuất thế như vậy? Sắc mặt của mọi người rất khó coi. Kể cả là mấy vị trí tôn trẻ tuổi kia, bọn họ đều lộ vẻ nghiêm túc, bởi vì tính khí của thập hung thái cổ cũng chẳng hề dễ chịu chút nào. Nếu không, tại sao lại dùng cái tên này để xưng hô chứ? Có mỗi mình Thạch Hạo là dùng ánh mắt màu xanh lục quan sát kỹ con kiến nhỏ vàng ống này, nơi khóe miệng chợt mang theo nụ cười tươi rói, dường như có nước miếng ứa ra ngoài. Đối với hắn thì đây chính là vận may ngút trời, dù cho nằm mộng hắn cũng muốn đạt được. Việc này mang ý nghĩa là bảo thuật vô thượng của Thiên Giác Nghĩ, đại biểu cho thần thông chí cao của đạo về sức mạnh. Kiểm soát được một con kiến thì thực lực của Thạch Hạo chắc chắn sẽ tăng nhanh như gió, bởi vì thân thể của hắn vốn đã rất mạnh mẽ, sức lực vô song, có thể xem như là một luyện thể sĩ. Nếu như có thể nắm giữ được thần thông cái thế này thì thiên hạ ai có thể ngăn cản được chứ? Có thể gào thét cùng với cả cửu thiên thập địa này tung hoành bát hoang. Chú kiến nhỏ, ba mẹ mày không có ở đây hả? Một cô gái mỉm cười chào hỏi ấu trùng nhỏ trước mắt này. Bỏ chuyện nhỏ đi, thay vào đó là vương. Bản vương đang ở đây mà các ngươi còn dám khinh thường ta, cho rằng ta là kiến con. Kiến vàng chắp hai tay sau lưng, hai chân dang ngang, làm ra dáng vẻ tự như ông cụ non vậy. Thế nhưng thanh âm của nó rất non nớt, dù nghe thế nào cũng cảm thấy như trẻ con vậy. Người như tuổi rồi, có người hỏi, mặc dù biết nó có sức thân kinh người, thậm chí có thể nói là khủng khiếp, thế nhưng cũng chẳng có chút kính nể gì cả, bởi vì nó quá nhỏ. Bản vương đã sống cả một kỷ nguyên rồi, vậy theo ngươi, ta bao nhiêu tuổi? Kiến nhỏ lạnh lùng nói. Cái gì? Đám người đều thất kinh. Một kỷ nguyên, nói bậy gì thế này? Năm tháng đó xa xưa tới mức nào chứ? Đời này cũng chẳng hề có người lớn tuổi như thế này. Trừ phi nó là một con quái vật già cụ và niết bàn sống lại, nếu không làm sao có tuổi tác như vậy chứ? Con vật nhỏ kia đâu rồi? Đúng lúc này thì Tà Vũ Sinh xuất hiện, hắn ngất rất nhanh và tỉnh dậy cũng rất nhanh, lúc này rất thê thảm, chân bước khập khểnh, quần áo rách bươm, tựa như bị một con trâu lớn đạp lên trên người, bị thương không hề nhẹ. Bản vương ở đây nè, tên mập nhà ngươi còn không mau ra đây ý kiến quỳ bái, kiến vàng ngạo nghễ nói. Tà Vũ Sinh tràn ngập vẻ tức giận, ngay cả con mắt cũng tái nhợt, hoàn toàn khác hẳn với vẻ hưng phấn của Thạch Hạo. Hắn rất phiền muộn, chẳng nổi đầy gân xanh là bị một con kiến đánh bay như vậy thì hắn chịu sao nổi chứ? Cho dù mặt của hắn rất dày thế nhưng lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mập mạp, đừng có làm bậy đó, đây là Thiên Giác Nghĩ, ngươi bị đánh bay thì cũng không tính là mất mặt đâu, Thạch Hạo nhắc nhở. Thiên Giác Nghĩ, giọng điệu của Tà Vũ Sinh chợt tăng cao, từ âm trầm chuyển sang tươi rói, vẻ mặt bụ bẫm dần dần xuất hiện nụ cười tươi rói còn hơn cả hoa. Hắn không ngừng nuốt ừng ực nước miếng, dùng bả vai hất Thạch Hạo một cái, nhỏ giọng nói, máu huyết ẩn chứa sức lực mạnh đó nha, chuyện này có ý nghĩa rằng sau này chúng ta sẽ không hề thiếu bảo huyết này. Thạch Hạo ho khan một tiếng ngăn lại lời nói của hắn. Ha ha ha, Tà Vũ Sinh cười đầy khoái chí, ánh mắt sáng rực chẳng có chút ưu ám gì nữa, trong lòng tràn ngập vẻ hài lòng hưng phấn. Tiếng bước chân truyền tới, vài người canh giữ thành bước tới, áo giáp đen tuyền mang theo sự thần bí cùng với ánh sáng lạnh lẽo, tay cầm binh khí hạng nặng tựa như mấy vị chiến thần đầy nghiêm trang. Nơi đây có cơ duyên dựa vào sức lực của từng người để thu lấy, thế nhân truyền thừa quan trọng nhất chỉ trừ lại cho hai vị vương giả đời sau có huyết thống tiên cổ tinh khiết nhất. Một trong nhóm người giữ thành này lên tiếng nói như vậy. Mọi người nhìn về ấu thú kỳ lân trắng như tuyết kia cùng với con kiến nhỏ vàng óng ánh này, lập tức đều hiểu hai huyết thống tiên cổ kia chính là chỉ bọn chúng.
tiền bối, các vị đều là tiên ư? Phía sau một vị chí tôn trẻ tuổi đứng bên cạnh Đại Tu Đà muốn biết đáp án này. Tất cả mọi người đều yên lặng lắng nghe, không ai là không muốn biết. Chúng ta chỉ là vài tên binh lính già cả mà thôi. Năm xưa sóng máu ngất trời, thế gian đều diệt, toàn bộ cường giả đều chết trận. Ý chí còn sót lại của chúng ta chỉ biết ra sức dễ dụa và biến bản thân thành con rối. Ở đây tiến hành bảo vệ cuối cùng, một trong người đó nói. Mọi người chợt hiểu, không khỏi thở dài. Đại nhân, huyết thống tiên cổ rất quan trọng, thế nhưng cũng không có ý nghĩa rằng đời sau sẽ giống như đời trước. Lực lượng chủ yếu của cuộc đại chiến sau này vẫn còn nằm ở trên thân của chúng ta. Các vị cũng không thể vì chuyện trong lòng mà chia cách chúng ta với truyền thừa trọng yếu của nơi này được. Làm tiên cố gắng tranh thủ. Được, vậy chúng ta sẽ cho các ngươi một cơ hội, ai có thể nâng lên được nguyên mẫu đỉnh thì ta sẽ chấp nhận người đó. Vị này lớn tiếng nói, tiếp đó chỉ thanh kích lớn đen ngòm trong tay về trước. Nơi ấy có một ngọn núi đá, tiên khí không ngừng bốc lên, hiển nhiên là một động phủ vô cùng quan trọng. Trên đỉnh núi có một chiếc đỉnh, nó không lớn và chỉ cao chừng 3 thước, được đặt ngay ngắn nơi đó, khí tức cổ xưa không ngừng lan tỏa. Nguyên mẫu đỉnh hình như ta đã từng nghe qua rồi, làm tiên nhíu mày. Nó chính là trọng khí số 1 thời tiên cổ, sức nặng không thứ nào có thể hình dung được, bởi vì đó là binh khí của thiên giác nghĩ. Người thường thì đừng nói là vung nó lên, mà ngay cả xê dịch cũng không nổi, chỉ vừa mới đụng vào thì đã bị hất bay rồi, Đại Tu Đà nói. Có ai muốn lên thử không? Ai có thể lay động được nó thì ta sẽ cho phép người đó, một lão binh cứng nhắc nói. Để ta, một vị trí tôn trẻ tuổi tách ra khỏi nhóm người, muốn tiến lên thử nghiệm. Khoan, ngươi cũng đi thử đi, sức lực của ngươi vốn rất mạnh, ta cảm thấy ngươi có cơ hội thành công đó. Đệ tử của thư viện thiên thần cũng muốn hắn ra tay. Ráng mây xanh lan tỏa, một bóng người thướt tha xinh đẹp bước về trước, xung quanh nàng là từng chiếc lá bay lượn ngập tràn sức sống. Cô gái đó là ai thế? Rất nhiều người không nhận ra, bởi vì có vài người trong hàng ngũ chí tôn trẻ tuổi luôn luôn im ắng. Sau khi dung hợp với hạt giống hoàng mỹ, tuy rằng có nghe được vài lời đồn thổi, thế nhưng số lần ra tay cũng có hạn. Cô gái này được gọi là nữ thần sinh mệnh, có người nói chồng chí tôn trẻ tuổi có người tên như vậy. Mọi người ngạc nhiên, thế nhưng ban nãy cô gái này đã đi chung với đám Đại Tu Đà làm tiên. Nàng tên là Lữ Hồng. Lúc này thì mọi người mới biết được gia tộc của nàng là Lữ Gia, một bộ tộc đáng sợ. Không phải là nhân tộc, thế nhưng lại có hình người. Không một ai biết được bản thể của họ là gì, mà chỉ biết rằng pháp lực cuồn cuộn, thần uy ép thiên hạ. Không phải là tu sĩ dị vật thì ở trong thành này có thể bay lên, nhưng không được lộ ra bất cứ sát khí nào, một vị lão binh bảo vệ thành cổ nói. Tốt, Lữ Hồng cũng chẳng đắn đo gì nữa, lập tức phóng lên trời cao, bay thẳng về phía ngọn núi đá ấy. Mọi người nghe thấy vậy thì lần lượt đi theo sau. Tòa thành bằng kim loại này rất lớn, với chín ngọn núi đá đầy hùng vĩ. Ngọn núi trước mắt này rộng rãi bao la, nó cũng không phải rất cao lớn kinh người, thế nhưng lại có một luồng khí thế khiến cho người khác kính nể, tựa như là đỉnh cao nhất của tiên đạo vậy. Bên giữa sườn núi còn có một hang đồng cổ không ngừng tản ra tiên khí, thế nhưng không ai có thể lại gần được, bởi vì nơi đó còn có một tràng vật to lớn ngăn cản tất cả lại. Bậc thang đá xanh nối thẳng lên tới đỉnh núi, bên trên còn có một chiếc đỉnh cao 3 thước, sườn trắng không ngừng phun trào ra ngoài, hơn nữa bên trong còn ẩn chứa nhiều hình chiếu của Nhật Nguyệt Sơn Hà. Nó tự như đang chứa đựng một vùng vũ trụ mênh mông vô tận, rất yên tĩnh, trên đường đi chẳng có chút bất ngờ nào phát sinh, tất cả mọi người đều thuận lợi leo trên đỉnh núi, đặt chân lên ngọn thiên sơn này. Lúc này trong lòng ai ai cũng tràn ngập cảm xúc. Lên, Lữ Hồng tiến lên rồi dùng sức nắm chặt lấy một tay đỉnh và một chân đỉnh, nàng muốn nhấc bổng nó lên. Nàng trông rất mảnh khảnh, yếu mềm, thế nhưng sức lực lại vô cùng lớn. Vùng hư không xung quanh những ngón tay trắng mịn ấy chợt sụp đổ và hình thành những khe lớn đầy đáng sợ. Tiếp đó chúng không ngừng lan tràn ra xa. Thế nhưng nàng đã thất bại, mặc dù có sức lực hơn người, thế nhưng cũng không cách nào có thể dịch chuyển được chiếc đỉnh này. Nàng không tin chuyện hoang đường, dựa vào thần thông của bản thân, dựa vào bảo thuật tuyệt thế của Trường Sinh tộc, chẳng lẽ lại không thể xê dịch được chiếc đỉnh này? Ầm ầm ầm. Nơi đây phát ra âm thanh vô cùng to lớn, hàng loạt ánh chớp lan tỏa, đan xen vào nhau, cảnh tượng khủng khiếp vô biên. Dù cho được gọi là nữ thần sinh mệnh thì cũng có mặt điên cuồng của chính mình. Kết quả chiếc đỉnh lớn vẫn không nhúc nhích, vẫn im ắng đứng yên ở trên đỉnh núi, vẫn vàng như tảng đá. Khi hỗn độn không ngừng lan tỏa ra, nhật nguyệt tinh thần không ngừng tỏa ánh sáng. Chiếc đỉnh này nếu vận dụng thần thông để công kích thì cũng vô dụng. Dù ngươi có mạnh hơn nữa thì có thể thắng được món pháp khí danh chấn thiên cổ ư? Nó có thể hóa giải toàn bộ, chỉ có dùng sức lực của bản thân để nhấc lên mà thôi, một vị lão binh nói. Mọi người bình tĩnh, đây là binh khí của thiên giác nghĩ, tất nhiên phải dùng sức lực để sử dụng. Nếu muốn dựa vào thần thông bảo thuật để nhấc bổng thì hơn nữa sẽ không thành công. Lữ Hồng nỗ lực thêm lần nữa nhưng vẫn phải thừa nhận rằng mình đã thất bại, cơ bản không thể lay động chiếc đỉnh này. Nguyên mẫu đỉnh vẫn như Thái Sơn yên tĩnh bất động. Tới ta, đúng lúc này Tử Nhật Thiên Quân lớn giọng nói, được ánh tím bao quanh, được ráng tím bao phủ, hắn sớm đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình, không còn để tâm tới Thạch Hạo nữa mà bắt đầu tiến lên nâng đỉnh. Lên, hắn hét lớn, dùng hết mọi sức lực, khung xương vang lên những tiếng cò kẹt, ánh tím nổ vang như sấm rền, kết quả vẫn vô dụng như trước, chiếc đỉnh này vẫn không hề nhúc nhích, trước sau vẫn chẳng hề xê dịch tí nào. Lên cho ta, Tử Nhật Thiên Quân hét lớn, một hạt giống lấp lánh ánh tím xuất hiện và hóa thành một làn khói tím hồng mông quấn quanh trên chiếc đỉnh, như muốn nhấc nó lên cho bằng được. Kết quả sự tình khiến cho mọi người run sợ phát sinh, việc này cũng quá đáng sợ. Sau khi Tử Nhật Thiên Quân gọi ra hạt giống hoàng mỹ thì lập tức nhận lấy sự cắn trả và bị thương nặng. Ta thất bại rồi, Tử Nhật Thiên Quân thở dài và từ từ lùi về sau, hắn rất không cam lòng, thế nhưng lại không thể làm gì được. Còn ai muốn lên nữa không? Lão Bình hỏi. Đó là binh khí của ta, ai có thể lay động được chứ? Trên mặt đất con kiến vàng dài chưa tới một tấc biểu môi dám ra vẻ ngạo nghễ.
Để ta thử xem, Lam Tiên tiến lên, cả người dâng trào ánh xanh lam, quần áo phần phật, mặc cho nàng có dùng hết sức lực, sắc mặt tái nhợt thì cũng không cách nào nhúc nhích được chiếc đỉnh này. Tiếp đó là đám người Tào Vũ Sinh cũng lên thử, nhưng dù có đỏ mặt tía tai cũng không thể xê dịch được chiếc đỉnh này. Để ta thử một lần. Đúng lúc này thì Đại Tu Đà lên tiếng, hắn từ từ tiến về trước và nắm chặt lấy chiếc đỉnh này. Tiếp đó là miệng tụng chân kinh, âm thanh vang khắp đất trời. Trên người hắn hiện ra ánh vàng hừng hực, da dẻ tự như được đúc từ vàng ròng vậy, toàn bộ thân thể tự như trở thành kim cương bất hoại thân. Đúng lúc này thì nguyên mẫu đỉnh vang lên tiếng rung mạnh, mọi người giật mình, Đại Tu Đà quá ghê gớm, đây là sắp nâng lên thành công ư? Nhưng cũng chỉ vẹn vẹn là như thế mà thôi. Đại Tu Đà thu lại hai tay chứ cũng không có thử nghiệm thêm nữa. Quá đáng tiếc, sao không tiếp tục nữa chứ, dù gì cũng đã khiến nó vang lên một tiếng, chút xíu nữa là có thể dịch chuyển rồi mà. Đại Tu Đà, sao người lại từ bỏ thế? Nhiều người tiếc nuối. Ta đã thất bại. Đại Tu Đà lắc đầu không hề nhiều lời. Tiếp đó là Thiết Cổ ra tay, vị tới từ thánh viện ít nói này bắt đầu tiến lên. Rầm, đỉnh lớn nổ vang tự như sấm rền, mọi người ngạc nhiên, tên đạo sĩ yêu im này không ngờ lại có sức lực lớn như vậy, lại có thể làm được tới mức này, không hề yếu hơn Đại Tu Đà. Chỉ là chiếc đỉnh phát ra tiếng nổ đi tai ấy vẫn bất động không cách nào bị nâng lên. Thích Cổ đạo nhân thở dài, hắn đi về một bên và thừa nhận sự thất bại. Tiếp đó lại có thêm hai vị chí tôn trẻ tuổi tiến lên nữa, nhưng vẫn là thất bại, không một ai có thể nâng lên được. Còn có ai muốn thử nữa không? Vị lão binh cuối cùng nói. Lúc này ánh mắt của mọi người đều dồn về phía Thạch Hạo, có lẽ chỉ có mỗi mình hắn còn tư cách để thử. Không dung hợp với hạt giống hoàng mỹ nào, thế nhưng ngươi cũng rất mạnh, chuyện gì đã xảy ra? Một vị lão binh nghi hoặc nói, hắn cau mày lộ vẻ không hiểu. Để ta thử một lần xem sao, Thạch Hạo lựa chọn ra tay, hắn cũng chẳng hề sợ thất bại, cũng muốn thử một lần xem như thế nào. Tới đây thì cũng kết thúc nội dung của tập 280 của Thế Giới Hoàng Mỹ rồi, đừng quên nhấn like video để ủng hộ cho mình đó nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.